Điều này sẽ làm thay đổi quan niệm về cuộc sống gia đình của bạn mãi mãi để bạn có được hạnh phúc. Tôi là Mai Tình Yêu, một chuyên gia về tình yêu và mối quan hệ đã giúp cho hàng nghìn phụ nữ có được mối quan hệ trong mơ. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói với cả bạn về một cái điều mà khi mà chúng ta cãi nhau hoặc là khi mà chúng ta ở trong một mối quan hệ với một người khác, thì khi mà bất đồng quan điểm ý, thì tất nhiên là chúng ta đều mong muốn là chúng ta sẽ chiến thắng. Và chúng ta phải chứng tỏ cho đối phương biết được là chúng ta lý lẽ của chúng ta đúng như thế nào. Và đôi khi bởi vì trong cái cuộc chiến giành lấy sự thắng lợi đấy, chúng ta đã làm rạn nứt một mối quan hệ. Chúng ta đã làm cho đối phương, kể cả khi chúng ta chiến thắng, nhưng mà đối phương thì chúng ta thì không cảm thấy quá sung sướng, còn đối phương thì cảm thấy rất là nhục nhã, ê chề khi mà thua trong một cái trận chiến với cả người bạn đời của mình. Trong một lớp học phát triển bản thân về mối quan hệ và tình yêu của người thầy của tôi, thì thầy của tôi nói là trong tình yêu ấy thì hoặc là bạn chọn đúng hoặc là bạn chọn hạnh phúc. Và nếu như có một điều mà tôi nói với muốn nói với con gái của tôi, con gái của tôi sau này khi mà lớn lên mà đi lấy chồng ấy, thì có một điều tôi muốn nói với con gái, thì đó chính là trong bất kỳ một tình huống nào khi mà cãi nhau với cả chồng hay là người yêu ấy, thì hãy nhớ ở trong đầu đó là mình sẽ chọn đúng hay là mình chọn hạnh phúc. Là con chọn đúng hay chọn hạnh phúc nào? Cháu nhà tôi thì chưa biết nói. Chọn hạnh phúc có đúng không? Chọn hạnh phúc có đúng không? Chọn hạnh phúc là quá đúng rồi. Nếu bản thân mình chọn đúng ấy thì mình sẽ được lợi gì ạ? Thì được cái danh hão trong lúc đấy, mà người ta thì nói là mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Đấy, còn nếu mà chúng ta chọn hạnh phúc ấy thì lúc đó chúng ta sẽ phải kìm bản thân mình xuống, nhưng mà cái niềm hạnh phúc đó thì sẽ rất là bền vững và sẽ rất là gọi là happy. Sẽ khiến cho cả mình và cả đối phương cảm thấy thỏa mãn. Đấy, con có đồng ý không? Con đồng ý, con giật tóc mẹ. Rồi ok, đồng ý. Để mẹ nói nốt nha. Và trong cái cuộc chiến của mối quan hệ đấy, thì nhất là những người phụ nữ thành công trong công việc, nhất là những người phụ nữ có những công việc kinh doanh riêng và có tham vọng hoài bão cho cuộc sống, thì lại càng gặp phải cái vấn đề này. Đó là khi mà họ thông minh ấy, là khi mà họ hiểu biết, thì đương nhiên là cãi nhau thì rất là mong muốn chứng tỏ bản thân mình. Và tôi thì cũng đã từng là một người phụ nữ như vậy. Bởi vì công việc của tôi là giúp cho hàng triệu những phụ nữ khác, cho nên là tôi buộc trong công việc của tôi phải sử dụng nguồn năng lượng mạnh mẽ masculine. Và chính cái nguồn năng lượng mạnh mẽ masculine này nó đã khiến cho tôi luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn phải gọi là gồng lên, phải kỷ luật với cả bản thân. Và đôi lúc trong mối quan hệ với cả chồng của tôi thì tôi cũng đem cái nguồn năng lượng mạnh mẽ, nguồn năng lượng masculine này vào. Thế và khi cãi nhau ấy thì mình cứ đã từng là mình cố mà chứng minh mình chiến thắng bằng được. Đấy, bởi vì mình bảo tại sao? Rõ ràng việc đấy là mình đúng, tại sao mình lại phải nhún nhường, tại sao mình lại phải như thế? Thế nhưng sau đó khi mà tôi nhớ lại cái lời dạy của người thầy của tôi, bạn chọn đúng hay bạn chọn hạnh phúc, thì tôi mới nhớ lại đúng là trong những cuộc cãi nhau ấy, thì kể cả khi mà tôi có sử dụng lý lẽ của tôi và tôi có đúng là chiến thắng trong cái, đúng là tôi có chiến thắng trong cái trận chiến đó, thì sau đó thì chồng của tôi cũng cực kỳ buồn bã. Đấy, và tôi cảm thấy là anh ấy như im lặng luôn mấy ngày, cảm thấy cực kỳ buồn bã. Còn bản thân tôi ý, chiến thắng thì xong rồi cũng không cảm thấy vui vẻ gì cả. Không vui vẻ đúng không con? Đấy, cũng không cảm thấy vui vẻ gì cả. Đấy, và sau đó khi mà tôi học cái áp dụng cái lý thuyết mà bạn chọn hạnh phúc hay bạn chọn đúng ấy, tôi chọn hạnh phúc. Đấy, thì khi đó trước hết là trong những cái bất đồng quan điểm thì tôi sẽ không đẩy nó lên trở thành những cái cuộc cãi nhau đỉnh điểm. Tôi sẽ không đẩy nó trở thành những cái ngòi nổ cho những cuộc chiến tranh lạnh giữa hai chúng tôi. Đấy, và khi mà thực sự ấy, nếu mà nó có chiến tranh xảy ra, đấy thì tôi cũng chọn hạnh phúc, là tôi không để cho cảm xúc dẫn dắt mình. Đấy, và tôi sẽ để cho bản thân mình thực sự bình tĩnh, bởi vì tôi biết là hạnh phúc là quan trọng đối với cả tôi. Bởi vì tôi biết là gia đình là quan trọng. Thế cho nên là tôi đã chọn là mình sẽ dìm bản thân mình xuống. Và khi đó thì mình phải không được vận dụng cái nguồn năng lượng masculine. Đấy, và mình phải quay lại kêu gọi cái nguồn năng lượng feminine, nó quay trở lại chảy trong huyết quản của mình.
Bởi vì nguồn năng lượng feminine nó là nguồn năng lượng mà giải quyết các mâu thuẫn, và nó là nguồn năng lượng mà giúp cho nó chất keo kết dính các mối quan hệ trong gia đình. Và nếu như bạn là một người phụ nữ tài giỏi, là một người phụ nữ thông minh, hãy comment ở dưới đây: tôi chọn hạnh phúc. Hãy comment ở dưới này: tôi chọn hạnh phúc. Và đừng quên subscribe vào kênh của Mai Tình Yêu để đón nhận những chia sẻ có giá trị. Và hẹn gặp lại bạn vào video ngày mai. Đừng bỏ lỡ những video của tôi. Hãy subscribe vào kênh của Mai Tình Yêu. Hãy subscribe ngay. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.